Theo ghi nhận của phóng viên, hiện có một số trạm xe đã được kẻ vạch tại các địa điểm như tại vườn hoa Lý Thái Tổ, số 12 Đào Tấn, công viên Lenin. Thế nhưng xung quanh không có một chiếc xe đạp nào. Tại trạm xe đạp công cộng ở công viên Lenin Ba Đình, bảng chỉ dẫn ở đây sau khi được nhà đầu tư cho chôn cột xong đang có tình trạng sụt lún. Hơn nửa năm chưa thể đi vào hoạt động, cơ sở vật chất nơi đây đang dần bị xuống cấp, lá cây và rác thải phủ dày, thậm chí người dân còn tận dụng làm nơi đỗ xe. Người dân hoặc những người đi đường, người ta đến người ta chơi công viên hoặc là những người đi xe máy, người ta để chỉ biết như thế thôi, có một cái điểm đỗ xe thì người ta có cái điểm nhất định đỗ thì người ta đỗ. Nguyên nhân của việc các trạm xe bỏ không là do số lượng xe tại hơn 90 điểm ở giai đoạn 1 là khá lớn, khoảng gần 1.000 xe, vì vậy cần huy động nguồn vốn lớn và thời gian chờ để được nhà sản xuất cung cấp đủ xe. Nếu mà số lượng xe quá lớn thì theo em thấy là chúng ta cứ đưa vào triển khai một phần dự án trước đã. Là ví dụ là một điểm, một vài điểm có đông người qua lại, triển khai dự án một cái vài trước. Nếu mà thấy nó phát triển thì chúng ta kêu gọi những nhà đầu tư vào cùng phát triển để lên. Còn nếu mà không thấy thì chúng ta cũng nên rút lui lại. Cái này tức là cứ phải làm để làm dần và phát triển dần để cho dân nó thích nghi và lúc bây giờ mới phát triển lên được. Chứ bây giờ mở ồ ạt chưa chắc người ta đã dùng. Thế mà đấy còn rút kinh nghiệm, nó vấn đề kinh tế, nó có tốt hay không mà dân có hưởng ứng hay không. Trước sự chậm trễ của công ty Chí Nam trong việc triển khai dự án, cuối tháng 6 vừa qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu công ty này sớm bố trí đủ phương tiện và đưa xe đến các điểm đã được bố trí mặt bằng để hoạt động. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, hiện tại dự án đã không còn gặp khó khăn về mặt thủ tục cũng như là mặt bằng làm trạm dừng đỗ. Tuy nhiên nếu vẫn tiếp tục chờ đủ xe mới vận hành thì sẽ gây mất nhiều thời gian và làm chậm tiến độ của dự án. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã đề nghị nhà đầu tư trong tháng 7 này bố trí 100 xe tại những trạm dừng đỗ trung tâm có đông hành khách qua lại.